Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, quận Liên Chiểu cho biết, sau khi ghi nhận thêm 7 ca mắc mới vào ngày 29 tháng 7, đến nay quận Liên Chiểu đã có hết tổng cộng 126 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, chủ yếu là các chủ lây nhiễm xuất phát từ công ty điện tử Việt Khoa 95 ca, chủ lây nhiễm cảng cán tỏa quan 10 ca, cùng một số chuỗi lây rải sát khác hiện nay hàng cây số ca mắc mới vẫn còn phát sinh nguy cơ lây nhiễm liên quan đến cảng cá cản thọ quang lòng bổ đà sơn xâm nhập vào các chợ truyền thống còn rất cao ngành y tế và các vườn của quận hiện tiếp tục làm danh việc khoanh vùng truy vết liên quan đến các ca bệnh để ngăn chặn dịch lây lan siết chặt công tác phòng chống dịch tại các chợ truyền thống đồng thời giám sát các trường hợp liên quan đến cảng cá cản thọ quang để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra